Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Wow. Ui, nổ to thế. Khủng long ơi, dậy chưa? Đây, ui, bạn khủng long dậy rồi đây này. Wow, bọn khủng long dậy rồi các bạn ơi. Wow. Ui, các bạn ơi, bọn khủng long dậy rồi này. Wow, chào bạn khủng long nhá. Chúc buổi sáng vui vẻ. Ui, bạn khủng long cao to chưa bạn? Làm bé tí đây này. Wow, chào các bạn nhỏ nhá. Chúc các bạn nhỏ ngày mới thật là nhiều niềm vui nhá. Wow, các bạn ơi, trời sáng rồi, đi gọi hai bạn Lim Lạc dậy thôi. Đây này, hai bạn Lim Lạc đang ngủ say trong này này các bạn này. Đấy, bây giờ gọi hai bạn Lim Lạc dậy nhá. Wow. Lim Lạc ơi, dậy thôi, sáng rồi. Đây rồi, hai bạn dậy đi, sáng rồi. Trời sáng rồi, dậy thôi, dậy thôi. Dậy. Rồi Lim Lạc ơi, ngồi đây cậu Bảo này. Đây, hai bạn ơi, Lim Lạc ơi. Bây giờ chúng mình lên nhà xem các bạn thú cưng, bạn cá sấu này, bạn khủng long với cả bạn heo dậy chứ nhá. Mình đánh thức các bạn dậy luôn nhá. Rồi, đi thôi. Đây các bạn ơi, hai bạn Lim Lạc đang vào phòng của bạn cá sấu đây này. Ui, đây này. Ui dồi ôi, bạn cá sấu còn chưa dậy, vẫn còn đang ngủ này các bạn ơi, ở đây này. Ui dồi ôi, bạn cá sấu còn đang bịt mắt ngủ say tít này. Ui, kia kìa, có cái kèn kìa Lim Lạc ơi. Ấy, hai bạn Lim Lạc dùng kèn để thổi nhá. Các bạn ơi, bạn cá sấu vẫn còn chưa dậy. Hai bạn Lim Lạc đã kiếm được một cái kèn đấy này. Bây giờ hai bạn Lim Lạc thổi kèn thật to vào tai của bạn cá sấu cho bạn cá sấu dậy nhá. Rồi, thổi đi. Ôi ôi ôi, ai gọi dậy gì mà ồn ào thế? Ai gọi đây? Ồn ào quá. Ui, ai gọi tôi dậy sáng ra mà ồn ào thế nhở? Ôi dồi ôi, Lim Lạc đấy à? Ôi, hai bạn Lim Lạc dậy sớm thế. Ôi dồi ôi, tối qua tôi mải chơi quá nên là ngủ muộn. Sáng ra không dậy được, may mà nhờ hai bạn Lim Lạc gọi dậy. Lim Lạc ơi, bây giờ chúng mình đánh thức được bạn cá sấu rồi, có bạn khủng long nữa. Bây giờ chúng mình đánh thức bạn khủng long nhá. Rồi, đi thôi. Ui, các bạn ơi, bạn khủng long cũng vẫn chưa dậy đây này. Phải gọi hai bạn Lim Lạc đi đánh thức bạn khủng long thôi. À, đây rồi, hai bạn Lim Lạc ơi, vào đây. Vào nhanh, bạn khủng long vẫn chưa dậy đây này. Đây. Các bạn ơi, bạn khủng long chưa dậy đâu. Lim Lạc ơi, khủng long chưa dậy đâu. Bây giờ chúng mình làm nào để đánh thức bạn khủng long dậy được nhỉ? Lấy bóng bay. À, lấy bóng bay, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ bơm quả bóng bay to thật là to, xong rồi mình châm cho nó nổ để bạn khủng long dậy nhá. Rồi, đâu bóng bay đâu? Tìm thấy bóng bay chưa? À đây rồi, có hai quả bóng bay đây này. Màu đỏ. À, thế thì anh Lạc chọc nhá. Rồi, Lạc bơm lên. Rồi, to thế thôi, Lạc ơi. Đây các bạn ơi, bạn Lạc bơm được quả bóng bay màu đỏ to đùng luôn. Đây, ra gần chỗ tai bạn khủng long ý. Châm nó nổ bùm phát xem bạn khủng long có dậy không nào. Ui, thế bạn khủng long vẫn chưa dậy này các bạn ơi. Ui dồi ôi, bạn khủng long, Lạc ơi, bạn khủng long ngủ say quá nhở. Rồi mình bơm quả bóng cam to đùng luôn đi. Đây, các bạn ơi, quả này mới to đây này. Lạc ơi, đây, cầm lấy tăm này. Từ từ nhá, đúng rồi, cộng đều đến 3 thì cho nổ nhá. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Wow. Ui, nổ to thế, khủng long ơi, dậy chưa? Đây, ui, bạn khủng long dậy rồi đây này. Wow. Wow, bạn khủng long dậy rồi các bạn ơi. Wow. Ui, các bạn ơi, bạn khủng long dậy rồi này. Wow, chào bạn khủng long nhá. Chúc buổi sáng vui vẻ. Ui, bạn khủng long cao to chưa bạn? Làm bé tí đây này. Wow, chào các bạn nhỏ nhá. Chúc các bạn nhỏ ngày mới thật là nhiều niềm vui nhá. Lim Lạc ơi, bây giờ mình rủ bạn khủng long đi đánh thức bạn heo dậy nữa đi. Ui dồi ôi, nhà cửa gì mà bé thế này. Cầu thang bé quá nhờ, đi khó thật đấy. À, đến nhà bạn heo đây rồi phải không? Ngửi thấy mùi của bạn heo rồi đấy nhá. Bạn heo ở đâu ấy nhờ? Lim Lạc tìm xem bạn heo ở đâu nào. Ôi, Lim Lạc với bạn khủng long ơi. Đây này, bạn heo đây này. Ui rồi, bạn heo cũng vẫn chưa dậy đây này. Lim Lạc ơi, bây giờ mình đánh thức bạn heo kiểu gì nhờ?
Được rồi, bây giờ để khủng long tớ hét một phát là bạn heo sợ quá bạn ý sẽ dậy thôi. Cái gì? Ở đâu ấy? Hóa ra là bạn khủng long à? Giật mình. Ôi các bạn ơi, thế là bạn Lim làm bạn khủng long đánh thức được bạn heo rồi này. Yeah. Các bạn ơi, video hai bạn Lim Lạc đi đánh thức các bạn thú cưng đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn video sau nhá. Chào tạm biệt các bạn.